Chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Hôm nay thì Hướng Mai sẽ giới thiệu một bộ bàn ghế trường tuệ rất là đẹp. Và Hướng Mai đang ở chỗ chữ Tâm. Có một cái câu thơ rất là hay là: không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống là động nhưng lòng không luôn bất động, sống yên vui, danh lợi mãi coi thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Và được làm bằng chữ Tâm, thép bồng vàng rất là đẹp, vàng 4 số 9. Các cái đường nét của nó uốn lượn như thế này, thật là tuyệt vời. Cái bức tranh này lúc nào mà đi đâu mà giận ai đó, đọc một cái có khi là quên hết cả phiền não. Và tiếp theo thì Hương Mai giới thiệu một bộ trường tuệ. Trường tức là dài rộng, tuệ tức là tuệ giác, là trí tuệ, là cái độ thông sáng. Và khi mà gia đình Hướng Mai, công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai làm bộ này thì cái chiều sâu của nó rất là sâu, sâu lắm. Và khi mà ngồi thiền ấy thì quý khách có thể ngồi thiền được ở trong cái ghế này, bởi vì cái chiều sâu của cái ghế nó hơn cả 60 phân. Thế và nó được làm đặc, nó được làm đặc nguyên cả một tấm gỗ. Sản phẩm này thì là một trong những cái bộ bàn ghế rất là mới của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, ra được năm 2022. Và đặc biệt là xong ở cái tháng Phật Đản này. Tháng Phật Đản thì những cán bộ công nhân viên đã quyết tâm là làm ra sản phẩm mới. Và cái sản phẩm này thì từ lúc nêu ý tưởng đến lúc sản xuất ra đến bây giờ, nó phải đến 5 năm nó mới hình thành được những cái bộ mà để bày bán. Sau khi mà ra được ý tưởng bàn ghế rồi thì bắt đầu pha gỗ, mua gỗ pha gỗ và đợi gỗ khô, xong rồi sấy gỗ, sau đó thì bắt đầu làm. Và cái thời gian làm xong thì lại phải để khô ở trên nhà máy nữa, xong một thời gian dài rồi mới dỡ xuống để bắt đầu bào lạo gọt. Nên là cái độ mà khô kỹ, cẩn thận của nó thì rất là khô, cẩn thận và kỹ càng. Và cái bộ này thì rất là rộng. Như nhà Hướng Mai đang để kê đây thì cái đi văng của nó là dài, trong lòng nó được 2m36 nhưng mà bên ngoài dài nó phải được 2m50. Và ngồi thì rất là thoải mái. Bộ này thì nó vô cùng là đẹp và dày dặn, cũng như là cái độ chắc chắn và độ kỹ càng của nó. Và nó chính là một cái khối tài sản, và làm để mà ai đời lại đời nọ đời kia cho con cháu mai sau không bao giờ có thể hỏng được. Và khi để trong nhà thì vô cùng là VIP, rất là chất lượng bởi vì màu môn của nó. Và đón tiếp khách hàng hay là mọi người thì quý khách sẽ thấy là đây là những cái sự lựa chọn vô cùng là tuyệt vời. Gỗ của nó đều là các cái gỗ to, gỗ phẳng, gỗ dày và gỗ đặc, nên là đây là một trong những cái sản phẩm mà vô cùng mới của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hôm nay thì Hướng Mai thấy bộ bàn ghế này ra của năm 2022, cảm thấy rất là hoan hỉ, cũng vô cùng là thích nó. Và xin giới thiệu tới toàn thể quý khách, kính chúc quý khách luôn luôn có được sức khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công và có được cái năm điều thiện lành của Đức Phật là sống lâu, diện mạo đẹp, thành công, trí tuệ và có sức khỏe. Nếu như mà đầy đủ duyên lành thì quý khách hãy đến số 1 công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Nếu mà muốn mua những bộ trường kỷ bằng gỗ vụn khoảng tầm mấy chục triệu thì công ty cũng có. Nhưng mà tuy nhiên là những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm rất là đẹp, VIP và hiếm hoi. Nó cũng như là điểm nhấn cho những cái bộ mà vừa vừa. Thế và Hướng Mai xin giới thiệu với quý khách, kính chúc toàn thể gia đình quý khách luôn luôn có được sự an lạc trong cuộc sống và an lành trong chánh pháp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.